Trận này là hồ của gấu. Mình ở đằng phía dưới rồi. Nhà máy nước, trung tâm cung cấp. Lên hai chạy lên luôn. Xe mã siêu thời gian. Đã xong rồi này. Quay nhiều hộp thế. Nhặt nhanh là thì vừa bạn nhanh hết. Ủa, sao không chơi? Đây là một cái nhà trung tâm cấp. Rồi không xây gì nữa luôn. Mình thấy tin bạn bảo kiểu gì mà không thấy ra nhà lính, cũng thấy lính nó đi ăn hộp vàng thì ra là nó không chơi nữa. Xây đến đó chắc là máy bị lag rồi như nào. Con này vừa đi vừa bắn được. Con này thì vậy đúng là đúng cái đường của nó.